Thưa quý vị, giờ đây chúng tôi đang còn có mặt ở nhà ga cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu. Đi trong nhóm chúng tôi thì đầu tiên là chúng tôi xin giới thiệu đây là chị Cầm, trưởng nhóm gọi là nhóm Chập Chen. Đấy. Còn người thứ hai là anh Tuấn, đây gọi là anh Tuấn Thanh. Và xin giới thiệu đây là chị Hồng nha. Chị Hồng, vợ của ca sĩ Ngô Quốc Linh. Rồi còn đây là xin giới thiệu ca sĩ Ngô Ân, mà người ta thường người ta từ khi mà cái MV cái gì cát bụi cuộc đời ra mắt á, thì người ta thường gọi là thầy Ân, thầy thích đủ thứ, thầy thích đủ thứ. Còn đây xin giới thiệu là ca nhạc sĩ Tuấn Quang, còn đây là bà xã của Tuấn Quang, còn đây là má của mấy đứa con thôi. Đúng rồi, má của mấy đứa con của tôi, nói thật nên cho nên là bây giờ thì đang còn ở cảng chuẩn bị đi xuống ở dưới dưới tàu và có khả năng còn vào hang nữa, cho nên là mời các bạn theo chân tôi để có một chuyến tham quan tại Hạ Long, vịnh Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh nha. Xin chào trưởng nhóm Chập Chen. Thì xin trưởng nhóm cho ý kiến là cái ngày đi chơi hôm nay thì trước mắt thì có thuận lợi không? Mọi thứ có thuận lợi à? Kể sớm tí thì sẽ được đi được nhiều nơi, nhưng mà muộn quá thì thôi, đành chắc chắn đi chỉ được một nửa chương trình. Rồi thôi bây giờ là bí thư chuẩn bị đã lên đường nên chúng ta cùng đi theo bí thư nhá. Ở đây hiện tại là chúng tôi đang đứng ở Lăng Bác. Ủa phải không? Chị đó hả? Mà sai thì nói lại. À, xin lỗi. Lăng Bác là cái chuyện hôm qua, còn hôm nay là đang đứng ở Vịnh Hạ Long. Hạ Long, đúng rồi, Vịnh Hạ Long. Còn cái chuyện Lăng Bác là chuyện hôm qua. Nên hôm nay rất là vui khi được đồng chí trưởng nhóm đây gọi là trưởng nhóm Chập Chen đã dẫn anh em đi chơi một chuyến ở Vịnh Hạ Long. Đây phong cảnh rất là đẹp phải không quý vị? Đó, rất là vui khi được có một cái kỷ niệm đi chơi ở London trên biển. London trên biển Hạ Long. Cái được nhà, được coi hai cái đảo gì anh? Hồi nãy cái đảo cái hang gỗ mới lại cả đảo đảo Thiên Đường. Thiên Đường mới hang gỗ. À động Thiên Đường ha. Động Thiên Đường động gỗ à? Hang gỗ. Hang gỗ, đúng rồi, hang gỗ.
Thế còn có hang nào mà hang nào cạn cạn mà còn hang trên cạn nữa, đó là phải vào cạn cơ, ở đây nó nhiều nước cũng không có, không có hang cạn. Giờ anh em ta đang về động phòng. Đang chuẩn bị động phòng. Ok, khi ra đây thì chị Cầm rất là thích phong cảnh ở nơi đây và chắc chắn sẽ có một số MV. Chắc chắn sẽ có một số MV sắp sửa sản xuất ở tại Vịnh Hạ Long này, và công nhận là phong cảnh nó rất là đẹp. Quá đẹp. Em cho anh hỏi một cái là em ra đây em thấy gì? Thấy chim, thấy chim bay. Cảnh rất là đẹp. Anh ra đây thì cái đẹp thì đã thấy rồi, nhưng cái thấy trước mắt là anh thấy mệt. Mệt nhưng mà vui ha. Còn Ngọc phát biểu xem ra đây Ngọc thấy cái gì? Hôm nay Ngọc ra đây Ngọc thấy được rất là nhiều cảnh đẹp. À, cảnh đẹp ha. Đẹp lãng mạn nữa. Mà vô được nhiều, nhiều cái động nữa. Mà Ngọc thích nhất là Ngọc đi vô động nha. Biết thêm nhiều động. Đẹp luôn. Ok quý vị, xin chúc quý vị luôn vui vẻ nha. Cũng quay một đoạn clip, quay đoạn clip để giới thiệu đến cho quý vị vậy thôi. Chúc sức khỏe tới mọi người, xin chân thành cảm ơn. Ok. Xin chào nha, xin chào nhóm chập chen, xin chào nha. Xin chào. Xin chào. Sao chị?